Mỹ Lan thân mến, kính chào quý vị khán thính giả của đài SET 57.4 cũng như trên hệ thống Galaxy 19 theo dõi chương trình Mỹ Lan Show được thực hiện hàng tuần vào ngày thứ năm lúc 6 giờ chiều và sẽ được phát lại vào ngày thứ sáu lúc 9 giờ 30 sáng. Ước mong quý vị hãy đón xem và giới thiệu cho mọi người cùng xem nha. Thưa quý vị, trong chương trình Mỹ Lan Show ngày hôm nay thì Mỹ Lan rất là vui được đón tiếp các em ở trong nhóm Ngọc Trong Tim. Ngọc Trong Tim năm nay thì đã có một cái chương trình gọi là Ca Nhạc Kịch Dạ Vũ năm 2017 sẽ được tổ chức vào nhân dịp là Happy Friday, là vào ngày Chủ nhật 18 tháng 6 năm 2017 tại nhà hàng Majesty, với một cái chương trình thật là vui nhộn mà không thể nào mà thiếu được tiếng hát của một cái cặp đôi song ca tí hon nhất Việt Nam của chúng ta, đó là Thanh Hằng và Thanh Hà, cũng như là năm nay thì lại có thêm người kế bên với cây đàn đó là em Dương Quyết Thắng của mới từ Việt Nam sang. Bây giờ các em gửi lời chào đến khán giả trước nha. Lời đầu tiên em thay mặt cho nhóm Ngọc Trong Tim xin gửi lời chào chị Mỹ Lan. Xin gửi lời chào tới quý khán thính giả đang xem chương trình Mỹ Lan Show, lời chúc sức khỏe và lời chào thương mến nhất. Thanh Hà xin gửi lời chào tới tất cả quý vị, chúc quý vị luôn vui vẻ và hạnh phúc. Dương Quý Thắng. Dương Quý Thắng xin chào chị Mỹ Lan và tất cả quý vị đang xem đài, và xin gửi tới mọi người một lời chào, lời chúc sức khỏe tốt đẹp nhất. Thanh Hằng và Thanh Hà là chị Mỹ Lan đã gặp hở hai em có thể nói là nhiều lần rồi. Yeah. Hầu như là các em qua đây thường xuyên, rồi chị cũng gặp các em trong những cái chương trình của các hội đoàn, đoàn thể hay là những cái trong chương trình từ thiện mình gây quỹ để mình giúp đỡ cho lẫn nhau. Và ngày hôm nay lần đầu tiên mà chị nói chuyện với các em ở trong một cái chương trình của nhóm Ngọc Trong Tim, thì kính thưa quý vị, nhóm Ngọc Trong Tim thì cũng không có xa lạ gì với chúng ta, trong cộng đồng của chúng ta. Nhưng mà năm nay thì Ngọc Trong Tim lại có một cái chương trình ca nhạc kịch dạ vũ được tổ chức vào ngày Chủ nhật sắp tới đây 18 tháng 6 nhân dịp lễ Father Day, ngày lễ của cha. Như vậy là các em từ Việt Nam sang hay là bao lâu rồi? Mới qua hả? Tụi em mới qua được khoảng 2 tuần đó chị. 2 tuần rồi. Yeah. Chắc cũng quen được giờ giấc rồi phải không? Yeah, yeah. Như vậy thì trong 2 tuần qua thì các em làm gì rồi? Trong 2 tuần qua thì tụi em cũng có đi show và lên đài để quảng cáo cho cái show Father Day sắp tới. Và hôm nay rất là vui khi mà được lên show cùng với chị Mỹ Lan á. Chị biết hai em lâu rồi, cho tôi quý vị, hai em hát rất là hay, nhỏ con vậy chứ mà hát hơi mạnh lắm, và đã được rất là nhiều ưa chuộng. Nhưng mà em có biết, thường thường em hát, chị thấy em hát nhiều thể loại nhạc, nhưng mà có biết nhạc Nhật Trường không? Dạ em biết ạ. Mà biết Nhật Trường là ai không? Dạ em biết ạ. Đùa cho vui, chị em mình gặp nhau nhiều rồi. Dạ. Nhưng mà thường thường em thích hát nhạc Nhật Trường, nhưng mà hát nhạc của chú Trần Thiện Thanh vậy thì cái bản nhạc nào em thích nhất? Dạ cái bản mà em thích nhất và em nhớ nhất đó là cái bản Chiếc Áo Bà Ba. Cái lần đầu tiên mà khi mà em bước lên sân khấu là em hát bài Chiếc Áo Bà Ba. Lần đầu tiên dạ. Bước lên sân khấu là hát bài đó? Dạ. Ủa sao em giống chị quá vậy? Cho tôi quý vị có thể nói là nhạc Trần Thiện Thanh mà Mỹ Lan lần đầu tiên mà Mỹ Lan hát cũng là nhạc Nhật Trường. Dạ. Là khi mà chị từ Việt Nam mà chị sang đây, sang Canada trước, Canada dạ. trước rồi mới sang đây, thì cái bản nhạc đầu tiên chị cũng hát là cũng là nhạc Nhật Trường. Dạ. Như vậy thì chị hát cái bài, chị nhớ là cái bài Đồn Vắng Chiều Xuân. Dạ. Là tại vì hát trong một cái dịp Tết của cộng đồng dạ. người Việt ở bên Canada. Còn dạ. tụi em lại em hát cái bài Chiếc Áo Bà Ba. Dạ. Còn nhớ không? Dạ em nhớ ạ. Em hát thử một câu được không ạ? Được, thì bây giờ nếu là nhớ thì bây giờ hát tặng cho khán giả một câu của nhạc của cái bài Chiếc Áo Bà Ba đi. Chiếc áo bà ba trên dòng sông thắm thầm, thấp thoáng con xuồng bé nhỏ tưới mong manh. Wow! Chưa? Hát lên rất là ngọt ngào, như vậy là chính tao là nhớ bài. Dạ. Nhưng mà chị biết em hát rất là nhiều bài, nhưng mà sắp tới đây là trong cái chương trình Ngọc Trong Tim, thì cái tôi quý vị có thể nói rằng là cặp song ca này có thể là tí hon, mà phải tí hon vừa đâu nha, tí hon nhất này đó. Dạ. Cái đấy cả Việt Nam mình chắc cũng có cặp tí hon này là nhỏ nhất trong đám thôi. Dạ. Như vậy là em đi hát lâu chưa nhỉ? Hai chị em đi hát lâu chưa? Hai chị em thì đi hát mới bước chân vào cái hát mà gọi là sân chuyên nghiệp đấy. Một chút thì khoảng từ năm 2009. 2009 cho tới nay rồi, yeah. cũng nhiều năm đấy chứ. Yeah. Nhưng mà trong cái dịp nào ai là cái người mà phát hiện ra cái tài năng của các em? Các em thích hát hồi nhỏ không? Hay là sau này thì cũng có người biết các em mà có thể giới thiệu các em cho quần chúng mình biết?
Khi mà từ lúc mà còn đi học vậy thì tụi em đã thích hát rồi và rất thích nghe cô Hương Lan hát mấy cái bài mà Chiếc Áo Bà Ba với nhạc dân ca á. Thì tụi em cũng thích hát từ đó. Và khi mà vô Sài Gòn á, thì lần đầu tiên mà tụi em được lên sân khấu lớn á, là năm 2009. Ai là cái người mà có thể phát hiện ra tài năng của hai em mà đưa lên một cái chương trình lớn tại Sài Gòn? Dạ, đó là một người chủ bút của một tờ báo á, và là người đỡ đầu cho tụi em ạ. Thành ra đi từ đó tới nay luôn. Dạ, đó là nhà thơ Hàn Tấn á. Như vậy là trong suốt từ năm 2009 cho tới nay thì khi mà bước chân vào một ngày xưa là mình thích hát, mình đi hát thôi. Dạ. Sau này coi như mình tính cách chuyên nghiệp một chút xíu rồi. Rồi sau này là lại được gia nhập vào trong nhóm Ngọc Trong Tim. Cái lần đầu tiên mà tham gia chương trình mà Ngọc Trong Tim. Sang bên này là tham gia chương trình Ngọc Trong Tim của nhóm hay là qua một cái chương trình khác? Thực ra tụi em biết đến Ngọc Trong Tim và có duyên với Ngọc Trong Tim từ cuốn DVD số 2 là tụi em có được anh Thành Lễ và các anh chị Ngọc Trong Tim mời quay DVD đó là trong một ca khúc Bà Tôi. Còn khi mà qua đây, qua tới đây, được đặt chân tới đây để biểu diễn cho nhóm Ngọc Trong Tim thì là năm 2014. À, 14 là cái cuốn đầu tiên mà tụi em tham gia với lại những nhóm Ngọc Trong Tim. Và từ đó tới nay là mỗi năm đều sang đây để mà đóng góp với tiếng Ngọc Trong Tim của mình. Như vậy là cái nhóm Ngọc Trong Tim là được Thành Lễ là sáng lập tại Hoa Kỳ. Nhưng mà có bao giờ đi về Việt Nam chị Nhiễm bao giờ chưa? Chưa có dịp. Như vậy chắc chắn là cái này là mình phải nói Thành Lễ là phải đưa nhóm Ngọc Trong Tim phải trình diễn cho đồng bào mình trong nước coi nữa phải không? Tại vì thực sự ra được biết cái thưa quý vị, nhóm Ngọc Trong Tim là một nhóm mà có thể là tập trung lại những các em khuyết tật. Và Thành Lễ trong một cái chương trình khác thì sẽ có thể tâm tình với Thành Lễ vì sao mà Thành Lễ là thành lập cái nhóm Ngọc Trong Tim này với cái mục đích gì. Và nhưng mà Mỹ Lan chị được biết rằng là nhóm Ngọc Trong Tim là một nhóm với các em rất là đại tài năng. Có thể là các em đã có thể một những người bình thường là một tài năng thì mình không nói, nhưng mà với các em những người khuyết tật, nhưng mà các em đã thể hiện được một cái ý chí thật là kiên cường, một ý chí thật là khó có thể nói rằng là không phải ai có thể làm được, để mình có thể mình tạo cho mình một cái chỗ đứng trên sân khấu qua cái sự yêu thích là một lẽ, nhưng mà cứ qua một cái tài năng mình phải cố gắng phấn đấu nữa phải không? Rồi bây giờ trở qua Dương Quyết Thắng. Lần đầu tiên mà chị Mỹ Lan gặp gỡ Dương Quyết Thắng, được biết quý vị cũng nhìn thấy em Dương Quyết Thắng, cô là một em là một người ca nhạc sĩ mà khuyết tật luôn, cũng là được tham gia vào trong nhóm Ngọc Trong Tim. Thì được biết em là có thể nói là được vào trong cái top chung kết của cái giải gọi là Got Talent tại Việt Nam năm 2013. Em có thể nói sơ qua là một người khuyết tật, khi mà em có một cái ý chí để mà em có thể, từ lúc nào mà em có thể em đàn được cho mình hát, và em phải trải qua một cái thời gian khó khăn như thế nào? Em thưa chị Mỹ Lan cũng như quý vị xem đài, thì thực chất để nói một cách chính xác, em là một người thương tật. Còn khuyết tật thì em, bởi vì em không có phải là bẩm sinh. Vào năm 2009 thì em đã bị một cái tai nạn, và em đã bị cháy điện, và em đã phải cắt bỏ đi hai cái tay của mình. Và chính từ đó thì nói chung cái con đường âm nhạc của em nó bị dập tắt. Nhưng mà cũng chính vì cái niềm đam mê là em... khi em chưa bị tàn tật thì em đã là một người nhạc sĩ ca sĩ rồi, nhưng mà em bị thương tật, thật ra em nhưng mà em vẫn quyết định tiếp tục cái con đường đó. Đó chính là cái niềm một đam mê của em. Từ nhỏ em đã mê chơi đàn, từ nhỏ mê với âm nhạc từ nhỏ, thành ra chính cái điều đó nó đã thúc đẩy em quay trở lại với con đường âm nhạc. Em không nghĩ rằng có một ngày mình sẽ thành công, nhưng mà tất cả mọi nỗ lực của em cũng như là một cái điều gì đó nó mang đến cho em, chính trong bản năng con người âm nhạc của em đã giúp em có thể chơi lại được nhạc cũ của mình, hay cũng tiếp tục với những cái niềm đam mê nghệ thuật của mình. Thời gian có dài không em? Bao lâu thì với khi mà mình không mất một đôi tay thì mình đã làm được cái điều đó? Khoảng bao lâu? Em mất một thời gian là khá lâu. Vì thứ nhất là để củng cố lại cái tinh thần của mình, đó là cả một vấn đề. Vì em đã bị sốc rất là nặng, thì để phục hồi lại được cái bản năng của mình và cũng như là cái ý chí của mình trong cái niềm đam mê, thì em đã mất một thời gian tầm khoảng 3 đến 4 năm thì em mới phục hồi lại được. Vâng ạ.
Thưa quý vị, rất là nhiều điều nếu mà tâm tình của quý vị trong các em trong nhóm Ngọc Trong Tim, và sau một vài thông tin thương mại thì chúng ta sẽ trở lại và mong quý vị tiếp tục giữ màn hình của đài SET. Để trở lại chương trình Mỹ Lan Show chiều nay thứ năm 6 giờ chiều và sẽ được phát lại vào ngày thứ sáu 6:30. Xin lỗi quý vị, 9:30 sáng thứ sáu. Ước mong quý vị đón xem. Và thưa quý vị, Mỹ Lan đang tâm tình cùng với hai chị em đôi song ca tí hon nhất Việt Nam của chúng ta, Thanh Hà cũng như là em Dương Quyết Thắng, là một người bị thương tật nhưng mà em đã có một cái ý chí tiếp tục con đường ca hát của mình, tiếp tục cái con đường âm nhạc của mình với một cái đôi bàn tay mà không còn toàn vẹn, nhưng mà em đã phấn đấu để tiếp tục con đường đó qua trong một cái thời gian dài từ 3 tới 4 năm như lời tâm tình của em. Trở lại với chương trình ngày hôm nay, vâng, một lần nữa mời quý vị hãy cùng đến với nhóm Ngọc Trong Tim 2017 vào một cái chương trình ca nhạc kịch và có dạ vũ nữa, thưa quý vị, sẽ được tổ chức vào ngày Chủ nhật 18 tháng 6 lúc 6:30 chiều tại nhà hàng Majesty Restaurant. Giá vé Mỹ Lan thấy là vé VIP và vé chỉ có 50 Mỹ Kim, bao gồm 7 món ẩm thực, món mặn cũng có mà các món chay cũng có luôn. Thì Mỹ Lan thấy có rất là nhiều ca nhạc sĩ, nghệ sĩ tham dự như là Vân Quỳnh, Trang Thanh Lan, Phương Hồng Quế, Huỳnh Gia Tuấn, Hà Văn Đông, Phương Dung, Thành Lễ, Dương Quyết Thắng, rồi Thanh Hà, Thanh Hằng, MC là Ngọc Đăng Thanh, và đặc biệt với sự góp mặt của một người khách mời đặc biệt đó là Dư Leo, một cái hài độc thoại lần đầu tiên đến Hoa Kỳ ở trong tham gia cùng với nhóm Ngọc Trong Tim, ban nhạc với anh Trường Lễ và một cái chương trình Happy Father's Day. Vé hiện nay quý vị nào mà muốn có những tấm vé đặt bằng ngay, tại vì đây là có tiệc luôn. Thật ra chúng ta đi chơi, chúng ta hãy mời cha của chúng ta, ông của chúng ta cùng hãy đến tham dự một cái buổi tiệc tối thân mật, ấm cúng cùng với gặp gỡ các nhóm, các em trong nhóm Ngọc Trong Tim nha quý vị. Quý vị có thể đến Tú Quỳnh, Bích Thu Vân, Lợi Bùi, Nancy hoặc là Thành Lễ với số điện thoại đang hiện trên màn hình là 7149362888 nha quý vị, để mà chúng ta đặt những chiếc vé này. Và đặc biệt là Mỹ Lan sẽ được lặp lại 6:30 chiều ngày Chủ nhật 18 tháng 6 sắp tới đây, chúng ta mừng lễ ngày của cha, để mà chúng ta có thể một bữa cơm ấm cúng và đọc được theo dõi một cái chương trình của nhóm Ngọc Trong Tim thật là đặc biệt với các em. Tuy là khuyết tật mà các em có một cái tài năng thật là tuyệt vời nha quý vị. Rồi bây giờ trở lại với Thanh Hà, Thanh Hằng cũng là Dương Quyết Thắng. Thì lúc này chị đang nói chuyện lỡ dở với em Thắng rằng là trong một thời gian dài em đã phấn đấu để mà tiếp tục cái con đường âm nhạc của mình. Và chị được biết là năm 2013, như được các em cho biết là em là được vào ở trong cái top chung kết của cái giải mà Got Talent Việt Nam. Như vậy là cái khi em được cái giải này là vậy là trước hay là sau khi em bị thương tật? Sau khi em bị thương tật tới 4 năm em mới được cái giải này. Có nghĩa là cái phấn đấu của em vừa là trở lại con đường âm nhạc mà còn được vào trong cái giải top chung kết, đó không phải là một cái chuyện dễ dàng. Và em đã vượt qua được hết. Có thể chúng tôi quý vị nói như vậy để biết được là cái sự phấn đấu rất là tuyệt vời của các em. Tuy là một mình chúng ta thường thường là mình bị mặc cảm hay là mình bị mình không muốn tiếp tục cái con đường đó nữa, mình sống trong cái cuộc sống nó không có vui vẻ, nhưng mà em rồi bây giờ được tham gia trong nhóm Ngọc Trong Tim thì em nhận xét như thế nào về Ngọc Trong Tim, và em đây là lần đầu tiên tham gia hay là đã tham gia nhiều lần rồi? Em quay lại với Ngọc Trong Tim lần này là lần thứ hai. Và là lần trước là hồi năm ngoái em có qua tham gia live show Hear My Voice, và lần này em quay trở lại đây là lần thứ hai. Và em thật sự rất là vui và trân trọng cái nhóm Ngọc Trong Tim. Nói chung đã tạo điều kiện cho tất cả anh em chúng em là những người khuyết tật, những người có những cái đam mê về nghệ thuật, được có cơ hội được bùng cháy, có những cơ hội được thể hiện những cái tài năng của mình, thực sự những cái đam mê của mình trên một cái sân khấu chuyên nghiệp. Đó là cái điều em rất là thích và
rất là biết ơn tới nhóm Ngọc Trong Tim. Dạ vâng, như vậy thì bây giờ nha, ở trong cái chương trình của chị Mỹ Lan Show thì khán thính giả đang theo dõi và cũng là đang lắng nghe cái tâm tình của Thanh Hằng, Thanh Hà cũng như là của em Dương Quyết Thắng, những em ở trong nhóm Ngọc Trong Tim rất là được sự thương mến của nhiều người. Như vậy thì chúng ta bắt đầu vào trong cái ngày chúng ta đã qua cái lễ mẹ rồi. Bây giờ chúng ta ca ngợi tình cha, một cái người cha mà nếu mà không có cha thì làm sao có chúng ta, phải không? Yeah. Như vậy thì Thanh Hằng, Thanh Hà đã chọn được một cái bản nhạc gì để gửi tặng cho khán thính giả của chúng ta nhân cái dịp lễ Father's Day, và cũng là để mời gọi quý vị cùng đến để mà tham gia chương trình Nhóm Ngọc Trong Tim vào ngày Chủ nhật sắp tới, thế phải không? Dạ, yeah, em thì hôm nay ở đây thì không có nhiều thời gian, mà em chỉ xin hát tặng những người cha thân yêu một đoạn trong ca khúc Tình Cha. Tình Cha, dạ. Rồi qua cái tiếng đàn của em Dương Quyết Thắng nhé. Dạ. Rồi bây giờ mời Thanh Hằng, Thanh Hà và em Dương Quyết Thắng. Và con ơi chớ bao giờ dối mòn, nghèo thì cho sạch danh giao cho thờ, những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha hiền dấu con nguyện ghi sâu trong tim, cha ơi cha hiền dấu yêu. Wow, Thanh Hằng ơi, Thanh Hà ơi, em Dương Quyết Thắng ơi, em làm chị muốn khóc luôn. Kính thưa quý vị, khi mà nghe hai em hát rồi nhìn Dương Quyết Thắng đàn, chị muốn rớt nước mắt, là tại vì chị nghĩ đến những cái phấn đấu của em để mà để cho khán thính giả có thể nghe được những cái tiếng đàn tiếp tục của em không có bị gián đoạn qua một cái tai nạn đó. Rồi cái tiếng hát Thanh Hằng, Thanh Hà thật là tuyệt vời. Vâng, thưa quý vị, một lần nữa hãy mời quý vị hãy đến để nghe Nhóm Ngọc Trong Tim, không phải riêng Thanh Hằng, Thanh Hà và Dương Quyết Thắng đâu, còn nhiều nữa, Phương Dung, rồi Hà Văn Đông, vân vân, rất là đông. Khán thính giả ơi, hãy đến nhân ngày lễ cha để chúng ta hãy cùng nghe Thanh Hằng hát và Thanh Hà hát nha quý vị, cũng như là tiếng đàn Dương Quyết Thắng, cũng như là nghe Thắng hát nữa. Một lần nữa mà quý vị hãy đến Chủ nhật
6:30 chủ nhật 18 tháng 6 sắp tới đây tại nhà hàng Majesty Restaurant. Giá vé chỉ có 50 Mỹ Kim, bao gồm ẩm thực luôn. Mời gia đình cùng đến ăn nha quý vị. Rồi bây giờ mình hết giờ rồi. Mọi chi tiết quý vị hãy liên lạc với Thành Lệ hoặc là quý vị đến Bích Thu Vân, Tú Quỳnh, Lợi Bùi, Nancy để lấy vé ngay nha quý vị. Tại vì vé không còn nhiều nữa đâu. Mà quý vị đi trễ là không còn vé, giống như cái chương trình của Dỗ Chú Nhật Trường vừa rồi là quý vị đi trễ là hết vé. Thôi bây giờ chúng ta không còn thời gian nhiều nữa. Thanh Hằng, Thanh Hà, cảm ơn hai em rất nhiều. Cảm ơn Duy Quyết Thắng đã cho chị nghe được những cảm hưởng rất là tuyệt vời trong ngày hôm nay. Chúng ta gửi lời chào đến khán thính giả nha. Dạ, một lần nữa Thanh Hằng thay mặt cho nhóm Ngọc trong team cảm ơn chị Mỹ Lan, cảm ơn quý khán thính giả và rất mong quý khán thính giả hãy gọi những số điện thoại mà chị Mỹ Lan vừa đọc và đến nhà hàng Majesty để cùng đón xem nhóm Ngọc trong team biểu diễn trong lần này. Một lần nữa xin cảm ơn các anh chị, cô chú đã cổ vũ ủng hộ cho nhóm Ngọc trong team trong suốt thời gian qua. Xin gửi lời cảm ơn và... Kính thưa quý vị, và đến đây chúng ta xin phép được tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau nha. Thứ năm vào lúc 6 giờ chiều và thứ sáu 9:30 sáng. Xin thân mến kính chào quý vị.